họ nó nhớ cho em xin cái bìa của cái họ cái túi dạ. Cái túi mình bác sĩ đó dạ. Ok nha. Nè. Đó. Tuyệt vời. Đó, lái luôn nha. Đó đây là xe đưa rước vô. À, căn nhà màu hồng, xe màu hồng luôn nha, chỉ có hoa lăng màu đen thôi. À, ở đây làm như là cái khu là đóng phim Hồng Kông cũng hang nhà cả. Y như là trong bộ phim. Hồi đó mình có nuôi cá thầy tượng cũng bự khá bự rồi mình bỏ vô trong cái hồ của Quan Âm à. Phật nè Quan Âm ở trong chùa cho nó sống màu hồng thôi vậy. Nè sắt bằng sắt người ta sơn màu hồng. Nhà thì màu hồng luôn á, màu hồng hết. Mà thì màu đỏ. Màu hồng không. Đó. Nhà nè. Nhà nè quý vị. À, như là trong phim luôn. Rất là tuyệt vời luôn quý vị. Đó. Nhà hồng, khu du lịch, điểm tham quan du lịch, vườn sinh thái, nhà hồng luôn, màu toàn màu hồng không luôn, vô cái cổng là màu hồng rồi. Ừ, đây nè, vô cái cổng là màu hồng. Đó. Phê màu hồng ở đây là cách trung tâm chợ cũng xa lắm bà con ơi, ở xe đét mình chạy vô đây chạy đi theo đường vòng vòng này cũng hơi xa lắm nha, mới vô tới đây đó, mình vô mình đi để đếm tham quan thì mình vô mình tham quan đó. Nhà hồng luôn, toàn là màu hồng không. Đó. Và trước tiên chúng ta đi vào thì đây là cái cổng ha. Thì mình thấy vô đây là này, mấy chiến hữu và mấy bạn của mình đang quay. Đó. Đó. Đây là đó, đây mình bước vô tới cái cổng là mình thấy có nhiều chiếc xe nè, xe đưa rước nha. Đó, xe đưa rước luôn. Đây. Đã không? Đó này là rất là ok nha. Nè. Đó. Tuyệt vời. Đó, lái luôn nha. Đó đây là xe đưa rước vô. À, căn nhà màu hồng, xe màu hồng luôn nha, chỉ có hoa lăng màu đen thôi. Đó, đây vị. Đó. Đó. Nhìn đá. Xe nè. Rồi, để mình quay clip lại vị ha. Đó thì đây vô lại là vườn cây cảnh kiển rồi ha, khu sinh thái và ngày thường là 60.000 một người nha, trẻ em 10.000 nó phòng bán vé nè. À, những cái nhưng mà hôm nay mình đi vô đây là không có mua vé vì mình đi vô đây để mình chia sẻ và mình quảng bá thông tin về nhà căn nhà màu hồng cho nên hôm nay là chủ không có lấy vé mà tại đây cho thuê dù đầy đủ luôn ha. Đó. Họ nhớ cho em xin cái bìa của cái túi dạ. Cái túi mình bác sĩ đó dạ. Sẵn là giới thiệu luôn có đây em thấy lấy cái hộp có sẵn chia sẻ nông sản ở địa phương cho bà con gần xa. Ôi, con cá kìa. Ô, con cá tai tượng quá bự luôn. Hồi đó mình có nuôi con cá tai tượng cũng bự khá bự rồi mình bỏ vô trong cái hồ của Quan Âm mà Phật nè Quan Âm ở trong chùa cho nó sống. Mình hôm đó mình có nuôi tai tượng mà con cá kia của mình nhỏ hơn cá này bà con ơi. Ô, một cặp luôn, một cặp luôn. Cặp cá luôn. Quá tuyệt vời. Đây là màu tím luôn rồi.
tím không. Tím, màu tím, màu tím. Đó, tím luôn. Ở đây là cái cầu, cầu thang này mình đi lên thử. Là tím luôn. Đây đúng quanh đây. Đó. Rồi trên lầu nè. Trên lầu nữa vậy. Đó. Thì mình bước vô thì ở đây có xuất vé nè, khăn rằn quấn cổ nè vậy. Này dù nè. Ha, đầy đủ. Đó. Đó, đó. Ồ, cá nè vậy. Ở đây mình mới thấy một bầy cá luôn nè nó. Ở đây đẹp lắm vậy. Đó, lên lầu nữa ha. Đó, tí xíu nữa mình sẽ lên lầu. Đó. Xa xa đằng kia thì heo vàng ở đằng đẵng, nó có mấy con heo vàng, heo hồng, bánh mì đóng giòn. Đó, vậy. À, đây thì ghế bằng cây thì chỉ có sắt, bằng sắt người ta mới sơn màu hồng thôi vậy. Nè, sắt bằng sắt người ta sơn màu hồng, nhà thì màu hồng luôn á, màu hồng hết, màn thì màu đỏ. Hồng không đó, mang màu đỏ. Ồ, đây trang trí đẹp quá vậy. Và mô tả địa chỉ thì Nhân sẽ để ở phần mô tả ha. Mình ở mô tả rồi. Nhân thì cũng quay để chia sẻ rộng ra với bà con, thì bà con xem qua clip địa chỉ và những cái khu vui chơi thì chúng ta rảnh rỗi ở gia đình cùng bạn bè đến những cái khu vui chơi như thế này, rất là mát mẻ, rất là hợp tình ha. Vì ở đây là không gian rất là thoải mái và mát mẻ lắm. Bị quanh năm thì cây cối ruộng vườn không. Đây là làng Hoa Kiển mà. Đó. Và đây chúng ta đi thẳng luôn sau luôn là những cái hình ảnh ở phía sau đó là khu vườn. Khu vườn không quý vị. Đây rất là thoáng mát luôn. Đó. Bây giờ có thể là chúng ta sẽ đi từ từ ra ngoài phía sau đó để chúng ta chia sẻ ngắm cảnh rồi ha. Rồi mong quý vị và bà con xa gần đến những cái địa điểm tham quan khu vui chơi nè, rất là thoáng mát. Đây nè, khu tham quan. Nơi tình yêu bắt đầu. Đây vị. Đó là chủ. Ở đây thường thường là mấy ngày nào mấy đông khách tụi kinh? Lễ Tết đó ha. Dạ. Ừ, thứ bảy chủ nhật á, thứ bảy chủ nhật rồi lễ Tết nữa là khách rất đông lắm. Đây quá trời luôn mà, thoáng mát. Nơi tình yêu bắt đầu. Đó. Ở đây mình bước vô cái nhà này kìa. Nhà tình yêu. Wow nè. Chiếc xe nha. Xe gắn máy thiệt luôn đó. Để đó màu tím luôn. Nó màu tím đó. Giường màu tím. Vui lòng để dép bên ngoài nè. Vui lòng để dép bên ngoài nha. Đó, mình đứng ở ngoài đi. Nè. Đó, mình về thì quý bà con cũng biết rồi ha, cũng thấy rồi nè. Trong đó thì có giường cũng màu tím luôn, bàn màu tím luôn, ghế salon màu tím, màu trắng, màu đỏ, màu trắng. Đó. Chiếc xe màu tím luôn.
Vì mình đứng ở trên cao nè, mình ngắm xuống quá tuyệt vời luôn vị ơi. Sao quạt đó. Bên kia thì cái nhà bằng lá đó. Ở đây có mấy chiến hữu mình trong đó đi quay trong. Nên bước lên chỗ này thì hữu tình quá. Đây mình lên đây hai người thì mình ngồi ha. Ngồi tâm sự, vẽ họa, vẽ tranh cũng được. Lên đây mình tâm sự. Đây có cái nét đẹp thần kỳ ha. Những cây tranh họa cổ xưa quá tuyệt vời. Bước xuống cầu thang, mỗi cái cầu thang này thì để những cái thảm cỏ lên hết. Ở đây là con ngựa nè, nhà đẹp quá. Đây có con ngựa, xe ngựa. Và ngày xưa thì nhân có làm ruộng, có một cái chiếc xe gọi là chiếc xe bò, xe trâu đó. Toàn bộ cái này là toàn bộ là bằng căm xe ha. Chiếc xe đó, hai cái bánh đó là bằng cầm xe luôn, và kéo trâu bằng trâu bằng bò, nó kéo một hai con nó. Cho nên hôm nay là mình thấy chiếc xe ngựa nè, rất là tuyệt vời không đó, con ngựa nè. Ở đây là bằng ngày xưa là mình có chiếc xe là cầm xe nha, bằng cầm xe đó, để dành kéo lúa này kia rồi đó, là mình bằng ruộng đó, mà kéo bằng hai con chứ không có kéo một con nha. Ở đây là xe ngựa, kéo một con xe ngựa này là giống như là trong một bộ phim luôn ha. Ngồi trên đó để đánh ngựa, phía trong thì mình chở này kia rồi đó. Quý vị nhìn nào. Quá đẹp tuyệt vời quá ha. Đây chiếc xe lam luôn. Để mình xem chiếc xe lam luôn. Đây. Chiếc xe lam luôn nè quý vị ơi. Wow. Đó, chiếc xe lam thiệt luôn nha, bánh là kia luôn nha. Đó. Xe lam. Đây nè, xe đét luôn nè. Đó. Đây tay lái luôn. Xe lam nha. Wow, đã nha, có số luôn. Chà, có số luôn nè. Đây. Vô số. Đó, thắng luôn. Yên luôn nè, còn đã luôn nè. Đây quỷ. Đó. Hai bên khách ngồi ấy, mình chở khách ấy, ngày xưa chiếc xe lam nè. Có mùi luôn, cũng còn ngon lành lắm đó chứ. Rồi ở đây cái đàn. Đây, ngồi ở đây đàn tăng 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 đó. Đàn này kêu bằng đàn gì? Đàn cầm á. Ngồi đây để mình đàn luôn ha. Gọi là tấu nhạc điệp khúc ha. Đã luôn. Cái đàn tuyệt vời ha. Để lên trên cái bàn bằng cây hợp lý quá ha. Đó. Ở đây thì chiếc xe đạp này thì để đó luôn, xe đạp cũng được, làm cái móng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi xuống phía dưới này tiếp tục. Ở đây thì đồng tiền nè, bông nè quý,
con đồng tiền đẹp quá ha. Đồng tiền giờ có bông lên rồi nè, trổ quá, trổ bông nhiều đẹp quá. Rồi mình sẽ đi từ từ ở đây ha. Ở đây thì cầu thang thôi, mình cũng không lên đây, cũng ở trên đó thì cũng bình thường thôi, ghế bàn thôi, không gì. Đó. Đây mình từ từ đi ra đây. Đây quý vị. Đây thì cái lồng nữa nè. Vô lồng này ngồi chơi luôn. Đó bên kia nữa kìa. Wow, ở đây nhiều lắm, nhiều khu vui chơi. Đây quý vị. Rồi đây mình lên trên cái tầng tháp nè. Đó. Ở đây giống như là một cái trong cái bộ phim luôn đó, nếu mình leo lên đây nè. Đó, đi đi dài dài lên. Tuyệt vời ha. Mở cửa hả? Dạ, mở cửa. Mở cửa. Đó, mở cửa tham quan. Mở cửa, mở cửa tham quan. Anh ở trong. Anh ở trong lặng mà em đó. quay mở cửa vô chứ. Em vô vậy thôi. Ở đây làm như là cái khu là đóng phim Hồng Kông cũng hơn nhà cả, y như là trong bộ phim đang đóng phim luôn. Nhà đẹp đẹp không vị nè, quá vui ha. Đẹp quá ha. Rồi ở đây thì đài ngắm. Rồi mình lên trên đó coi coi. Mình lên trên đó giống như bộ phim luôn đó. Đây giống như ở trên một cái dạng Lý Trường Thành luôn ha. Y luôn. Y như trong phim. Rồi mình bước vô thử coi. Đây quý vị. Wow. Đây bước vô thì hai bên nè quý vị. Nhà trống nha. Bước lên luôn. Đó. Giờ mình đi theo bậc thang này vô nè. Mình thử đi. Rồi. Rồi. Đã thiệt. Đó. Như là ở trên một cái lầu này thì bằng kiến bao quanh. Đó. Rồi mình bước lên đây nè, mình nhìn nè. Đó, đây còn một cái bậc thang đi lên nữa. Nhưng mà đây thì giống mấy cái lỗ này giống như là cái dạng Lý Trường Thành mình coi, thường mình coi trong mấy bộ phim đó. Người ta đi vô vô cái đầu cái mình kêu mở cổng thành đâu đó, là mình đứng ở trên đó. Giống ha. Rồi ở đây là mọi quý vị nhìn thấy nè, giống như là một cái trong một cái cung thành luôn ha. Đó. Nhà nè quý vị. Như là trong phim luôn. Rất là tuyệt vời đúng không quý? Đó. Rất là tuyệt vời. Đó, đây mình nhìn xuống nè. Nhìn xuống dưới đó đó giống như bây giờ mình kêu mở cửa thanh, ở đầu cái là quân mở cửa thanh liền. Ha. Đó. Rồi bây giờ là mình đi lên đây thử. Đây quý vị mình còn bước lên trên cái tầng này một cái nữa coi. Nè, bước lên. Đó.
lên luôn, lên luôn, lên, lên đỉnh luôn. Chà, đã nghe, mát, ôi trời ơi, nở vịt. Nó vì nhìn thấy qua cây cảnh không? Đó, bà con người ta đang hạt giống đó, ta đưa đang làm lên lên hết trơn rồi. À, chuẩn bị Tết năm 2025 ha. À, cuối năm 24 rồi. Rồi chuẩn bị 25 bước tới, cho nên bà con tất bật làm những cây cảnh. Đẹp quá. Đó thì bây giờ ở dưới đó thì mình bước lên đây dài dài lên đây vì nhìn thấy nè. Đó. Ở dưới đó thì bữa nãy có cái bảng là cấm cái bảng là dưới 20 người, vì không phải cấm nhưng mà người ta để cái bảng là dưới 20 người nha, tải trọng cái cầu này nha. Tải trọng cái cầu này là dưới 20 người. Trẻ em lên đây là rất là nguy hiểm, cho nên là không có trẻ em lên đây được nha quý vị. Đó, mà cái cầu này đi lên nó là phải dưới 20 người nha. Vì trọng tải cái cầu dưới 20 người nè. Cầu này quý vị. Nè. Đó. Cầu là nhân đang đứng trên này. Rồi đây thì nhân nhìn xuống nè, nó ngay chỗ dạng Lý Trường Thành bữa nãy là cái dưới cái đó bờ thành đó, mình đứng nãy mình kêu quân mở cửa thành đó là bắt đầu cái là lệnh mở cửa thành là người ta mở cửa thành giống như trong phim luôn ha, mình đang đứng ở trên này giống như là mình đang đóng một bộ phim đi, nó vị nhìn thấy nè. Còn ở đây thì những cái hình ảnh là vui chơi kìa, cái chị kia đang chèo thuyền, có chiếc thuyền đó, có chiếc thuyền đó. Chèo đang bơi trong thuyền nè, đang bơi trong cái kinh nó nhỏ nhỏ đó quý vị. Đó. Và ở đây thì chúng ta vào đây thì chúng ta có nhiều trò chơi lắm, như là bữa nãy mình có hỏi thăm thì thứ bảy nè, chủ nhật nè, ngày lễ Tết nhất độ đây đông lắm. Đó. Và chúng ta có thể là chúng ta vào đây chúng ta sẽ vô những mỗi cái căn nhà như vậy quý vị. Nhưng mà vô đây là bữa nãy là 60.000 một người đó, thì có mình có vô là mình có mình vô ha, mình mở cửa mình muốn chọn cái phòng nào đó mình vô đây. Rồi chứ cái phòng thì có những cái lan can ở trước đó, có cái gác lửng đi ra đó, và chúng ta sẽ lên gác lửng đó cũng được đó. Nó lên đó rồi ngồi chơi ha, ngắm cảnh. Ở đó thì mình sẽ bơi xuồng đây, cặp mé kinh này nè, đây trong này có hai chiếc xuồng, nó có cá dưới nữa đó bạn nè, có cá dưới nữa, ở trên xa này xuống mình không thấy đâu. Đó. Nhìn thấy đẹp, đẹp quá à. Đây mình sẽ quay một cái bầu trời nè cho Việt và bà con Sài Gòn cùng xem. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy nè, Tết năm 2025 là cận kề rồi. Thì đây bà con người ta cũng lên qua màu ha, như là bông hoa đó, để chuẩn bị cho Tết năm 2025. Đó. Ở bên đây thì cũng có cái đường đi xuống vậy, chút nữa mình sẽ đi xuống cái đường này. Đó. Ở đây là trung tâm ở thành phố Sa Đéc, nhưng mà cách thành phố Sa Đéc thì cách rất là xa. Thành phố Sa Đéc nằm ở chợ, nằm về hướng đó đó vậy. Đó. Những cái ngôi nhà lầu lầu ở dưới đó là chợ ha, hướng trung tâm thành phố. Rồi đây giờ mình bước lên cái cầu thang này tiếp tục đi. Cầu thang người ta cũng ta làm bằng sắt, người ta để về cho có cái độ bám nha, mình đi nè nó không có trơn trạc xuống, có cái những cái sắt thanh ngang nè, không có trơn, và tay nắm hành lang này thì bằng sắt hết, rất là cũng dễ thuận tiện lên. Và chúng ta sẽ lên đây, đây cũng là lần đầu tiên mà nhân lên đây để quay phim cho quý bà con xa gần cùng xem nè, quá tuyệt vời luôn ha, nè quý vị. Quá tuyệt vời rồi. Và chúng ta sẽ nhìn thấy đó, cây cảnh. Và ở đây có cái băng ngồi nè. Và chúng ta đấy, ngồi đó. Dựa luôn cũng được. Đây những cái nóc nhà xuống cất cái kiểu như là nóc giống như là những cái ngôi, những ngôi thất tam bảo hoặc là gì vậy, vân vân. Những cái nhà mát rồi lịch sự nơi kia đó, những cái khung cảnh mà trong những cái bộ phim mà người ta đóng á, muốn cái đuôi lên. Nè. Đó. Giống như nhà mát. Các vị ha. À. Rồi đây mình nhìn xuống nè quý vị, đứng giữa trung tâm nè, nhìn đẹp quá đẹp luôn ha. À.
Thì nhận đứng tuốt ở trên thì trên cao luôn rồi nè, hết luôn rồi, từ ngoài đó là đi dài vô đây là leo lên trên tuốt ở trên cái nóc trên này luôn á, rồi bắt đầu mình nhìn xuống nè, đó rất là tuyệt vời luôn ha, đó đây nè, rất là tuyệt vời luôn, đó. Đó, mình giống như đứng lên trên một cái tượng đài mà ở trên này xuống nhìn xuống giống như là một mình đang đóng bộ phim nào, rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Đây, nhân quay vòng vòng. Khung cảnh này nhà mình tuốt ở trên cao mình nhìn thấy cây cõi đó vậy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn đó. Ở đây mình nhìn xuống nè, ở đây là cây cảnh rồi bông hoa rồi chuẩn bị cho năm 2025 sắp tới rồi vì ha, đó, nay tháng 10 rồi. Và đoạn video đến đây thì mình cũng xin tạm dừng, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo. Thì mình cũng không quên kính chúc cho tất cả quý bà con Sài Gòn được nhiều sức khỏe. Thì trước khi rời video thì mình cũng xin kính chúc cho chủ khu sinh thái, mình không biết mấy người đó là ai, bữa nay mình cũng gặp bà chị đó, không biết phải bà chị đó chủ hay không mình không biết, nhưng là chắc là cũng là chủ ở đây. Thì mình cũng xin kính chúc cho tất cả quý bà con được nhiều sức khỏe, luôn luôn đồng hành cùng mình ha, để mình có thêm những tinh thần động lực để mình làm những thước phim mới. Thì nếu clip có hay nhớ thả tim và đăng ký kênh để ủng hộ cho Nhân. Nhân có tinh thần Nhân làm những thước phim mới, thì cũng xin kính chúc cho chủ khu du lịch sinh thái được nhiều bà con yêu thương và đến đây để tham quan càng ngày càng nhiều. Đó, đây là khu sinh thái mình quay xuống như này là rất là hữu tình luôn, rất là đẹp luôn, là rất là tuyệt vời. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi xuống. Thì Nhân cũng xin tạm dừng video ha. Hẹn gặp lại những video mới tiếp theo. Nhân đang đi xuống bậc thang. Đây bậc thang. Xuống tới chỗ dạng Lý Trường Thành rồi. Đây. À. À, mình xuống nè, đây. Rồi, mình xin tạm dừng video bà con ơi. Hẹn gặp lại những video mới. Và thân ái chào tạm biệt bà con. Rồi, ở đây mình bước xuống những cái cầu thang tối. Đó. Đây, xuống đây. Rồi, ra cổng luôn. Đó. Đây, nãy mình trở lại vị trí cũ luôn nè. Rồi, xong. Nè, bữa nãy mình đứng ở trên kia thì mình nhìn xuống đây là cá nè. Có mấy con cá nè. Rồi đây là hai chiếc thuyền. Đó, vị. Đó. Đó, hai chiếc thuyền nè. Mình đây thì mình du lịch ha, mình bơi thuyền ở đây nè, có cá nữa nè. Rồi, Nhân xin cắt lại video, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.